Mẹ ơi, sao? Mẹ cho con tiền đi cắt quả đầu Tommy Xiaomi mẹ nhá. Vớ bà vớ bà, tử tế không thích mà lại thích làm thợ săn cháy phố à? Ơ, đi mà mẹ. Tao bảo không là không nhá. Mẹ đừng có trách con nhá. Mày tính mày làm được cái gì thì mày cứ làm đi. Trăm năm trong cõi người ta, vang danh khắp chốn, Lisa Đông Lào. Úi giời, ai gọi mình nhỉ? Vẻ đẹp thì tầm cỡ Suzy mà chung mâm với cả chị Lee Hurry. Ôi trời ơi. Cận thị thì tưởng Park Shin Hee, mà viễn thị thì lại tưởng là Kim Chi Won. Mày nói cứ như là bôi dầu vào mồm hay sao mà nghe trơn hết cả cái lỗ tai. Con xin ạ. Đóng tiền điện ông cháu ơi. Mẹ ơi, người ta đến thu tiền điện này. Mẹ quen chú này à? À ừ thì chú này là người yêu cũ của mẹ. Ui, thế bố có biết không ạ? Cả nước biết con ạ. Chuyện tình của mẹ là được biên kịch chim trong quân chuyển thể thành phim truyền hình đấy. Drama cầu huyết hả mẹ? Vì vui cái mồm mày đi. Nói chung là khi ấy mẹ 21 tuổi, gặp chú này lúc đấy 25 cái xuân xanh. Thế mà tay trắng chẳng có cái gì cả, tiền tài sự nghiệp cũng không. Thế sau này mẹ với chú ý có đến được với nhau không? Mày bị điên à? Mẹ mày mà không chăm chỉ đi đánh gôn với cả nuôi cá coi thì á cũng không lòi được ra mày đâu. À ừ nhỉ. Em à, tôi đã nói với anh rồi, quá khứ thì để nó ngủ yên đi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Ờ nhưng mà tôi biết là anh không quên được tôi, nhưng mà bây giờ mỗi người một lối đi riêng rồi. Cutter. Hay xí mày, mày bị điên à? Tao đi thu tiền điện mày đã trả tao tiền không? À ừ nhỉ. Thằng Hiệp đâu? Dạ. Sao mày làm cái gì ở trường mà giáo viên còn nhắn tin là đình chỉ học 2 ngày thế hả con? Nhưng mà con có làm gì đâu ạ? Mày lại còn chối à? Tin nhắn rành rành đây này. Tiết âm nhạc chê cô giáo không lên được quãng 8 giống ca sĩ Chibu. Ca sĩ IU. Ừ IU thì cũng phải. Đấy nữa, tiết thể dục body shaming thầy thể dục. Úi dồi ôi, sao mày làm gì mà hỗn thế hả con? Đấy là tại thầy thể dục cứ khoe khoang là mình tập thể hình, xong rồi kêu là nhìn mình hao hao giống Park Seo Joon. Đây ạ. Úi dồi ôi, đây là run đất chứ Seo Joon cái gì. Nhà, lại còn cái gì đây? Chê đội văn nghệ của trường chỉ biết nhảy top top. Ghê nhờ. Thì chả thế ạ. Có hôm con đi học về có còn tưởng là mình vào nhầm nhà của Lee Jung YGX đấy ạ.